mọi người, bữa nay Luân đến ủng hộ shop Bun Bun của em gái của Luân là Hồng Loan. Bữa nay thì Luân đi thu âm về cho nên hơi ghé shop hơi trễ, nhưng mà Luân thấy là gia đình cũng đã đến đây ủng hộ và hỗ trợ cho Hồng Loan rất là nhiều. Luân mong rằng những cái ngày sắp tới á, quý vị nào coi cái livestream hoặc là quý vị nào thấy được cái clip trên YouTube thì quý vị hãy ủng hộ cho em gái để có thể là có cái kinh phí lớn để mở một cái shop bự hơn nữa, đúng không em? Bây giờ anh Hai sẽ hai hỗ trợ cái gì ta, để luôn lựa một hai cái để hỗ trợ cho Hồng Loan. À, trên đó cũng có mấy cái kìa. Ừ. Đó là phí gia đình. Cái này là phí nam hay phí nữ? Phí nữ. Cái này có dây luôn đúng không? Xin chào mọi người. Dạ, anh chọn đi. Thế nào lựa đi. Hỗ trợ cho chị Lo đi. Dạ. Có cái túi nam mình đã có túi. Cái nam. Đó, coi thích cái nào như vậy. Cái nào mắc tiền như vậy. Rồi. Lấy một con gái đó. Ờ, mình còn lấy con cái sẵn lên đây. Ok ok. Một cái này. Lỡ nãy nha. Em định nãy mà vậy. Đúng, cha có đeo cái này không Tuấn? Hả? Cha thích túi chéo. Túi chéo. Túi chéo của Nam chắc là thích. Thấy có trường đổ nha. Cái này là bị kẻ. Có vuông không? Có vuông không anh? Có nguyên đầu con cái xấu đây không? Quyền đầu quá sao? Cái đó hầm hố quá. Cái quyền đầu quá. Ok, đây là cái này đó. Đó quyền con luôn á. Chú thích cái này không? Hả? À, cái đó cha cũng được á. Cha hả? Ừ. Coi cái nào cha, cái túi chéo nào đó. Túi nam á, bé. To đựng được đồ nhiều. Chi nhiều mình khách cũng được. Chi nhiều mình khách. Cái này có gì đeo không? Cái này là cặp đất. Hả? Có vỏ kẹp nách. Kẹp nách. Cái này được không? Hay là cái sao kìa Tuấn? Cái sao đó. À, cái này đeo đúng rồi, cái đó đeo đó. Ừ. Ba lô đeo đó. Cái này ba lô đeo. Ừ, cũng được. Được không? Được. Ok, lấy cái này cho anh Hai đi. Cái này cái bóp đó. Hai cái. Cái rồi chuyển khoản liền.
Để ra luôn ngồi chế tí chút xíu. Cho em cùng dây nha, nhớ cho em cùng dây đó. Để cho cùng dây dài dài lát. Ờ, chứ không có không biết sắp bằng cái gì á. Quá trời. Anh Tuấn nói, để em chụp tấm hình nhé. Lên 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 chụp nè. Ok. Đây là lỗ trái cây của anh Luân đó mọi người. Đẹp không? Rất là to luôn á. Rồi chuyển khoản luôn nè. Hello. Hello mọi người. Trời ơi sao? Sao bữa nay tôi thấy tôi mập gì? Nhỏ quá. Bữa nay anh hai thấy anh hai mập mà. Không. Tự nhiên nó mập thôi. Đây. Đây nè mọi người ơi, đây là giỏ sách nữ nha, giỏ sách nữ. Đủ thứ màu nha mọi người, đây là màu đỏ nè. Ở đây màu tím, tím mà nó pha nâu nâu, đen đen cũng đẹp. Rồi, ở đây là mẫu màu hồng kiếm sen. Để luôn cho mọi người xem. Ok mọi người ơi. Nè. Ok nói chung là cái tiệm bé bé xinh tinh dạ, mọi người. Ok con đang bận xíu lát con gọi lại nha. Dạ, con đang bên Đi Loan đến ủng hộ. Dạ, dạ, dạ. Ủng hộ cho Hồng Loan để kinh tế Hồng Loan phát triển hơn. 506 không? Đây không? 506 Trường Sa. Phường 2 quận Phú Nhuận. Nhớ số Hồng Loan luôn anh chị ơi. Nhớ hai bên luôn nha anh chị em. Dạ ủng hộ em gái nha. Tên sếp là gì? Tên sếp là gì? Bun Bun nha mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ chị Loan nha. Bun Bun Shop tại 506 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận. Thôi mới đây thuộc địa chỉ. Hay quá trời. Mới đây thuộc địa chỉ rồi. Rồi cả nhà mình nhớ ủng hộ shop Bun Bun nha. Ok bây giờ tạm biệt mọi người nha. Rồi bye bye mọi người. Bye bye.